Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Phần này xin trân trọng kính mời hai đọc giảng viên trung ương, đọc giảng viên Lê Văn Bé Sáu, đọc giảng viên Võ Văn Khởi đến diễn đàn để thành kính ngâm lại lời châu ngọc của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời hai vị. Kính mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Chừng lập hội biết ai còn mất giờ chưa phân, chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắp lình ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chiều màng. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn gan danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội, thấy điên khùng làm như sắc ngồi, chẳng tranh đương nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thay qua. Tranh vớ luận đặng dành cơm cá, khuyên dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thân, mặc tình ai trọng kính hay chê. Thương lê dân còn mãn say mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Chừng trần gian kiên thấy phùng hoàng, xẻ cánh múa chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tìm móc xác phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít đai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lừa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ
ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thảo chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chung viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn hai đọc giảng viên. Tiếp theo chương trình là thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2 với đề tài Tu Huệ. Phần này xin trân trọng kính mời giáo lý viên Lê Minh Công, giáo lý viên Ban Hộ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương đến diễn đàn để làm phần sự của mình. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Xin mời quý vị cùng nắng lòng theo dõi giáo lý viên trình bày. Kính mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Văn Cảnh, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú và các vị trong ban trị sự xã Bình Phú. Kính thưa các vị trưởng ban, phó ban, các vị trị sự viên ở các ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã lân cận đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quý cô bác, quý anh chị em đồng đạo hiện diện thân kính. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 7 của năm Giáp Thìn, nhằm ngày 21 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi rất là vinh dự được yêu cầu của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú đến đây để chia sẻ với quý đồng đạo một đề tài trong giáo lý của tổ thầy. Lời nói đầu tiên xin được gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, đề tài mà chúng tôi chia sẻ với quý vị hôm nay đó chính là đề tài tu huệ. Tu huệ có nghĩa là mình hiểu một cách đơn giản đi, là tu như thế nào để có được trí huệ. Tu như thế nào để có được trí huệ. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng biết rằng nếu mà mình có sự suy nghĩ một chút đó quý vị, nếu mà quý vị có một cái sự suy nghĩ, suy tư một chút á, thì quý vị sẽ thấy rằng con người ta trên cõi đời này, nói về con đường, con người trên cõi đời này, nó có một cái sự khác biệt nhau quý vị. Không phải chỉ khác biệt về cái hình tướng ở bên ngoài, tức là đẹp xấu hay là giàu có, mà nó còn có một cái sự khác biệt rất là lớn nữa trong nội tâm. Đó chính là cái sự khôn ngoan đó quý vị. Sự khôn ngoan hay sự thông minh, sáng suốt. Có người thì tại sao mà quá thông minh, quá sáng suốt, người ta làm cái gì người ta làm cũng được hết, và làm cái gì cũng thành đạt hết, và luôn luôn được mọi người quý mến, kính yêu. Bên cạnh đó thì cũng có một số người mà hiểu sai hết, hiểu không đúng bản chất của sự việc. Coi như là người ta nói là cái người mà dân quê mùa dốt nát, hiểu không đúng bản chất của sự việc. Thì cái
cái sự trên là đó đó quý vị, đó chính là trí huệ đó. Đó chính là trí huệ. Trí huệ tức là cái sự trên lệch với nhau về sự hiểu biết, gọi đó là trí huệ. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị về cái đề tài nói về trí huệ. Nội dung của cái đề tài này thì quý vị sẽ biết thế nào là trí huệ. Trí huệ nó có hình tướng không? Mình có thấy nó được không? Và có mấy loại trí huệ? Rồi cái phương pháp nào mà mình tu tập để cho mình có được một cái trí huệ nó sáng suốt giống như trí huệ của Phật, giống như sự hiểu biết của ông thầy mà trong thi văn giáo lý Đức Thầy đã dạy. Thành ra quý vị cố gắng, quý vị nghe cái đề này nó hơi khô một chút. Nó thuộc cái lãnh vực mà tâm linh, thuộc lãnh vực về tinh thần, cho nên nó cũng khó có thể mà diễn đạt bằng cái lời nói. Mong quý vị có thể lắng nghe và quý vị tư duy, hiểu được cái này, quý vị có một cái sự tiến bộ rất là lớn trong cái quá trình tu hành của mình. Bây giờ trở lại cái nội dung của đề tài này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sự xem coi trí huệ là gì. Trí huệ là gì? Tu huệ có nghĩa là tu sao cho có được trí huệ. Tu sao cho có được trí huệ, hiểu đơn giản vậy. Vậy thì trí huệ là gì? Trí huệ là gì quý vị? Trí huệ nó thuộc lãnh vực của tâm hồn. Nó là một cái năng lực, một cái khả năng nhận hiểu biết đúng bản chất sự việc của tâm. Biết đúng là trí huệ, mà biết sai là vô minh. Biết sai đó có nghĩa là cái sự việc đó nó như vậy đó mà mình hiểu không đúng cái bản chất sự việc đó, là mê si tâm tối. Trái với trí huệ là vô minh. Trí huệ là ánh sáng, vô minh là tâm tối. Chúng ta nên nhớ vậy. Trí huệ như vậy thì có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Trí huệ là một cái năng lực của tâm hồn, một cái khả năng nhận biết đúng bản chất sự việc của tâm hồn, mà người nào đó ở trong cuộc sống này có được, ta gọi đó là trí huệ. Gọi đó là trí huệ. Và thí dụ cụ thể để cho quý vị thấy được trí huệ và vô minh. Thí dụ trong cuộc sống đời thường nè, có một cái người thường ngày mình thường gặp đó, có thể gặp, có một người bị bệnh bụng to, bệnh bụng bự ra, rồi da nó vàng lên, con mắt nó vàng. Cái người có trí huệ là người ta nói ông này mắc bệnh gan, đưa vô nhà thương trị. Đấy là cái người đó, là cái người có nhận định đúng cái bản chất của cái bệnh đó. Nhưng mà cái người thiếu trí huệ đó thì người ta cho rằng ông này bị người ta thư rồi, bị chà già nó thư rồi, bị chà già nó yếm rồi, nó bỏ cái dao gì trong bụng rồi, cho nên bây giờ phải đi làm gà làm heo để mà cúng mà gỡ cái yếm đó ra. Như vậy thì cái ông mà nhận định sai cái đó là ông đó là mê si tâm tối đó quý vị. Ông đó là vô minh, là mê si tâm tối. Còn cái người mà ta nhận biết đúng, người ta nói ông này mắc bệnh gan, cần phải đưa đi bệnh viện để mà điều trị, thì đó là trí huệ đó quý vị. Trí huệ nó là vậy. Đó là nói về phương diện đời thường nha quý vị. Còn nói sâu xa hơn một chút về phương diện đạo. Cái người mà nói về phương diện đạo đó, cái người mà cho rằng, cái người mà cho rằng cuộc đời là thật, cho rằng xác thân mình là thật, cho rằng vật sở hữu của mình đang có này là thật, là người đó mê đó quý vị. Cái người đó không phải là có trí huệ đâu quý vị. Đứng ở góc nhìn của đạo Phật, cái người mà cho rằng cái thân của mình là thật, cho rằng cái vật sở hữu của mình là thật, cho rằng tất cả những gì có hình tướng trên cõi đời này là thật, là cái người đó là cái người mê, chứ không sáng suốt, không có trí tuệ, đứng ở cái góc độ, góc nhìn của đạo Phật. Cho nên Đức Phật đã dạy, cái nhìn của Đức Phật nó lại khác hơn cái nhìn của chúng sanh. Là có. Cái nhìn của Đức Phật nó khác hơn cái nhìn chúng sanh. Đức Phật nhìn tất cả những gì có hình tướng trên cõi đời này, Đức Phật cho rằng nó là mộng huyễn, là bọt bóng, là khổ đau, là phiền não, nó do duyên hợp mà thành, nó không có thật. Nó không có thật thể, nó do duyên hợp mà thành, thì cái nhìn đó mới là cái nhìn trí tuệ. Cho nên trong kinh Bát Nhã đó, Đức Phật đã dạy, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là cái nhìn
chân lý của Đức Phật, cái nhìn trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật cho rằng những gì có hình tướng trên cõi đời này nó đều là mộng quyển, là bọt bóng, nó do duyên hợp mà thành chứ nó không phải thật thể. Đó là cái nhìn chân lý đó quý vị, đó là cái nhìn trí huệ rốt ráo của Phật đó. Còn mình thì mình lại khác. Mình tưởng đâu cuộc đời này là thật, mình tưởng xác thân mình là thật, mình tưởng vật sở hữu của mình là thật. Rồi mình cứ mãi lo o bế sửa sang, dòi mài cạo gọt, cưng nó, dưỡng nó. Đây là lời Đức Thầy luận giải nha quý vị. Nhưng mà rõ ràng là mình đang chạy theo cái giả không à. Tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sách cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Rõ ràng là mình đang nhìn sai. Hữu hình là tắc hoại, mà mình sai mình cho là thật. Cho nên chính vì mình nhận sai rồi mình đi theo cái sai đó, và cuối cùng mình bị sanh tử luân hồi. Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, mình chạy theo cái giả không à. Nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, phải không quý vị? Rõ ràng là Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ cho mình thấy một cái nhìn trí tuệ. Đó chính là cái trí tuệ của Phật đó quý vị, cái trí tuệ toàn giác của Phật đó. Thì đó là sơ lược về trí tuệ thì quý vị có thể hình dung được ha. Nói tóm lại cái ý đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền đạt với quý vị đó là trí tuệ. Trí tuệ là một cái năng lực, một cái khả năng hiểu biết đúng của tâm hồn, biết đúng bản chất sự việc ở thế gian. Người ta gọi đó là trí tuệ của thế gian, hay là trí khôn, hay là sự thông minh. Còn biết rõ hết tất cả mọi thứ, những cái điều cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật, đó là Phật trí, đó là trí tuệ của Phật. Và thực sự như vậy, trong giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta nó có hai loại trí tuệ. Một loại là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian người ta còn gọi là trí tuệ hữu sư. Chữ hữu có nghĩa là có, mà sư là ông thầy. Hữu sư có nghĩa là có cái người thầy dạy cho mình mới biết, chứ nếu không mình không biết. Hay ta còn gọi là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ ở thế gian này nó thông suốt những cái sự việc của thế gian này, gọi là thế trí biện thông. Thì quý vị biết là ở thế gian này ai là cái người mà có trí tuệ hạng nhất quý vị? Không nói tới Phật nha, không nói tới các bậc giác ngộ. Ai là cái người mà có sự hiểu biết rộng rãi hạng nhất? Thì các nhà bác học, phải không quý vị? Các nhà bác học, các bậc tiến sĩ, những cái người mà người ta có trải qua cái quá trình học lâu dài rồi, người ta có nghiên cứu, người ta hiểu biết rồi, cái gì người ta nhận định nó cũng đúng. Mà muốn có được như vậy là phải trải qua cái quá trình học hiểu, tức là phải học văn hóa, học hết bậc phổ thông rồi lên học đại học, rồi học lên tiến sĩ, rồi đi nghiên cứu nữa mới thành các nhà bác học. Và cái trí tuệ của các nhà bác học nó chỉ bị giới hạn ở trong cái hữu hình của thế gian thôi. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng ở thế gian này nó muôn màng, muôn ngàn vạn trạng quý vị, nó rất là nhiều cái lãnh vực. Cho nên muốn có được một cái trí tuệ sáng suốt, hiểu biết hết tất cả những hiện tượng ở thế gian này là phải học. Học hoài, học không hết. Cho nên ta thường hay nói học nửa học mãi đó. Học hoài không bao giờ hết. Và muốn có được cái trí tuệ thế gian này thì cần phải học. Và trí tuệ thế gian này chẳng những nó không làm cản trở cho cái chuyện tu hành của mình, mà trái lại nó giúp cho mình hiểu biết sâu xa về cái nội dung của tôn giáo mà mình muốn học. Cho nên Đức Thầy dạy đó là hãy tự mình học chữ Quốc ngữ, hãy cho con cháu mình vào trường học, đặng sự hiểu biết của chúng càng thêm rộng rãi. Và sự hiểu biết về cái việc học đó nó không có làm trở ngại cho đạo đức. Đó là lời Đức Thầy dạy, đó là cái trí tuệ, đó là chúng ta cần phải biết. Và một điều quan trọng hơn nữa mà quý vị nên nhớ rằng cái lời của Đức Phật dạy ngày xưa người ta đúc kết lại thành văn tự, thành Tam Tạng Kinh Điển đó, viết bằng chữ, truyền đạt cái ngôn ngữ, truyền đạt cái ý của Phật dạy lại cho mình đó bằng chữ viết. Cho nên bây giờ mình không có học, mình không biết chữ viết là rất là khó có thể nào mà nghiên cứu giáo lý của nhà Phật. Cho nên nhất định là chúng ta cần phải tìm hiểu, phải học hiểu, phải nghiên cứu, phải học hỏi văn hóa. Và đặc biệt là trong quyển sám giảng thi văn giáo lý của Thầy đó, quý vị thấy 80% Đức Thầy chuyển tải cái nội dung của Phật Pháp bằng thi thơ. Đức Thầy dạy Phật bằng thơ không à, chứ không phải dạy Phật bằng cái ngôn ngữ bình thường giống như là các cái vị, giống như Đức Phật hồi xưa hay là các vị tổ. Mà Đức Thầy dạy mình bằng thơ không à. Mà thơ lại là thơ bình dân, thơ giản dị dễ hiểu nữa. Cho nên là mình muốn có một cái sự nghiên cứu rộng rãi về phương diện Phật Pháp đó, nhất định chúng ta phải có một cái trình độ học vấn nhất định nào đó. Bởi vì Đức Thầy viết thơ, thí dụ như thơ Thất Ngôn Bất Cú,
mình không có biết cái bài Thất Ngôn Bát Cú đó làm sao mình khó thể nào phân tích cái nội dung của bài đó, hay là viết thơ Lục Bát, hay là viết thơ Song Thất Lục Bát, Thất Ngôn Đường Thiên chẳng hạn. Cho nên nhất định chúng ta cần phải học, thì cái học đó nó mới quan trọng. Và cái học đó là cái học nó bị giới hạn của hữu hình, cái học đó là cái học mà giới hạn ở cái phạm vi của thế gian. Cho nên ta gọi đó là thế trí biện thông, hay là trí huệ hữu sư. Tức là trí huệ này phải do một người khác dạy cho mình, hay là mình tự học hỏi, mình nghiên cứu, mình mới biết được. Thì cái đó gọi đó là trí tuệ thế gian. Và đây không phải là mục đích cuối cùng của cái người tu Phật. Trí tuệ này không phải là cái mục đích, mục tiêu cuối cùng của người tu Phật. Mà bây giờ cái người tín đồ nhà Phật, cái người Phật tử mình đi, tín đồ nhà Phật, mục tiêu cuối cùng mình tu Phật là mình muốn thành ông Phật, phải không? Chứ không phải là muốn thành ông nhà bác học ở thế gian. Mục tiêu cuối cùng của mình là muốn thành ông Phật. Mà ông Phật là ông có một cái trí tuệ toàn giác. Trí tuệ đó không phải chỉ biết riêng ở chuyện của thế gian không, mà trí tuệ đó nó bao trùm hết tất cả những cái điều cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật. Những cái sự mà coi như là nó quyền thâm vô cùng của vũ trụ vạn vật này, các nhà bác học chưa bao giờ biết được hết. Mà trong khi mình có được trí tuệ đó rồi thì sẽ biết được hết tất cả mọi thứ. Cho nên ta nói Phật là một bậc toàn giác. Toàn giác có nghĩa là gì? Toàn giác có nghĩa là biết trúng hết, không có biết gì trật hết. Tất cả mọi thứ biết hết. Từ hữu hình, từ hữu vi nè, từ những cái sự việc mà hình tướng bên ngoài cho đến những cái sự việc vô vi, thâm sâu, quyền bí của vũ trụ vạn vật, Đức Phật đều biết hết trơn. Và có một điểm rất đặc biệt nữa là sự thấy biết của Đức Phật nó vượt ra ngoài khỏi không gian và thời gian. Tức là Đức Phật có thể biết hàng ngàn cái kiếp trước của Phật làm gì. Đức Phật có thể biết những sự việc hiện tại nó xảy ra như thế nào. Giờ Đức Phật biết hàng ngàn, hàng trăm năm, hàng trăm ngàn năm về sau những cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào nữa. Trong khi cái người ở thế gian mình giỏi nhất là các ông bác học đi, các nhà bác học đi, mấy ông biết được cái gì? Mấy ông đâu có biết được cái chuyện gì ngày mai nó xảy ra chuyện gì, mấy ông đâu bao giờ biết. Nhưng mà đối với các bậc giác ngộ, cụ thể như Đức Thầy chúng ta, biết hết quý vị. Khùng toán biết âm dương kết liễu mà. Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Quý vị có bao giờ quý vị thấy Đức Thầy mình đi học chữ Nho với ông thầy nào không? Chưa bao giờ, phải không? Mà khi ra đời dạy đạo đó, Đức Thầy có học chữ Nho với ai đâu. Mà Đức Thầy đối đáp với các nhà Nho nó thật là lão luyện. Mấy ông mà khó tánh cỡ như là ông Chính Diệm đó, Quỳnh Hiệp Hòa đó quý vị, rất là khó quý vị. Dùng những cái ý khó rồi là kia đó, đặt vẽ để mà thử thách Đức Thầy. Nhưng mà cuối cùng là cũng phải khuất phục. Đức Thầy có bao giờ mà nói được tiếng Lào không? Có học với tiếng Lào với ai không? Tiếng của người Lào đó, ai Lào đó. Mà Đức Thầy nói tiếng Lào. Vậy thì rõ ràng là có, khi mà có được cái trí tuệ toàn giác, cái trí tuệ của Phật đó rồi, là biết hết tất cả mọi chuyện của thế gian. Mà chẳng những như vậy mà còn biết hết tất cả những cái cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật. Cho nên ta nói mấy ông Phật mấy ông biết thiên cơ. Còn mình đó là mình vô phương. Mình đó, cái người nào mà nói chuyện thiên cơ là cái đó là học, học lóm theo mấy ông Phật á, học lóm theo Đức Thầy mà nói ra thôi, bàn ra thôi. Chứ thực ra chưa có thực chứng, chưa có biết được. Trong khi Đức Thầy biết được rằng sau này sẽ có sấm nổ, sau này sẽ có đền đài điện ngọc cung điện, sau này sẽ có thánh dương, sau này sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đời giải đạo. Mình nghe thầy nói rồi mình nói lại thôi, chứ mình làm gì mình thực chứng được cái đó, phải không quý vị? Nhưng mà đối với thầy là Đức Thầy biết. Khi mà tu tập mà chứng đắc được cái quả vị đó rồi là có thể biết được hết tất cả những cái cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật đều biết hết. Cho nên những cái người bàn thiên cơ, tức là người ta nói bàn là trúng đó quý vị. Bàn có nghĩa là chưa có biết, rồi suy luận, chứ không có phải là thực chứng. Khi mà mình thực chứng rồi, mình biết được rồi đó, thì mình nói không có cần phải bàn nữa, nói cái gì nó trúng cái đó hết. Và chỉ có Phật mới có được cái điều đó, chỉ có Phật thì mới có được cái trí tuệ đó. Cho nên có hai loại trí tuệ mà chúng tôi muốn phần trình bày cùng quý vị đó. Thứ nhất đó là trí tuệ của người thế gian, ta gọi là trí tuệ hữu sư hay là thế trí biện thông. Đó là cái trí tuệ ở thế gian do cái quá trình học hỏi được từ người khác dạy cho mình, hoặc là mình trải nghiệm trong cuộc sống rồi mình biết được. Thì cái đó nó bị giới hạn bởi hữu hình, bởi những cái sự việc của thế gian. Có một loại trí tuệ nữa, đó là trí tuệ xuất thế gian, gọi là trí tuệ vô sư
hay là trí tuệ bát nhã, mà trong ở trong Pháp Bửu Đàng kinh đó, Đức Lục Tổ dạy đó, đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh đó. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó có nghĩa là đại trí tuệ đáo bị ngạn, có nghĩa là trí tuệ của các cái người ở bên cõi Phật của mình đó. Và chúng ta có một điều nên nhớ rằng không phải mấy ông đó mới có, mà bản thân mỗi con người mình đều có trí tuệ đó. Nhớ nha quý vị, đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Tất cả mỗi con người chúng ta đều có một sự sáng suốt giống như ông Phật, mà không phải chỉ con người mình không, mà nói chung toàn thể chúng sanh luôn. Cho nên Đức Phật dạy đó, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Có nghĩa là tất cả chúng sanh, từ các cái con này con kia, các cái loài vật nhỏ cho tới con người chúng ta, đều có cái Phật tánh giống như Phật, đều có một sự sáng suốt giống như Phật. Và cái sự sáng suốt này không cần phải học ở bên ngoài vào, mà nó sẵn có trong tâm hồn của mình. Nhưng mà quý vị nói là sao mà ông nói vậy, rồi tôi có cái trí tuệ giống như Phật mà sao tôi không biết bằng Phật, phải không? Tại sao mà bây giờ tôi ông nói là tôi có trí tuệ giống như Phật mà sao tôi không giống như ông Phật? Tôi biết dở quá vậy, ông biết nhiều chuyện quá, phải không? Đây quý vị nghe đoạn giảng Đức Thầy luận giải, quý vị thấy nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn. Các chúng sanh đều có như ta, tức là tất cả các chúng sanh đều có cái Phật trí giống như Phật. Mình đây nè có Phật trí đó giống như Phật, nhưng mà bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Chính vì mình đi chạy theo cái giả không à, mình hướng tâm mình theo cái giả không à, thành ra mình đi theo cái giả, thành ra đâu có bao giờ mình thấy được cái Phật tánh, cái trí tuệ sáng suốt ở trong mỗi con người của mình. Thì đó là sơ lược về trí tuệ, trí huệ không quý vị. Có hai loại trí tuệ như chúng ta đã trình bày, một loại trí tuệ thế gian và loại trí tuệ xuất thế gian, tức là Phật trí. Có điều mà chúng ta nên nhớ rằng là khi mà mình chứng đắc được cái quả vị của Phật rồi á, thì cái sự thấy biết của mình nó bằng với mấy ông Phật kia. Chứ không, đừng có nói là người ta gọi đó là chánh đẳng chánh giác đó. Chứ không thể nào mà nói rằng ông Phật cũ không biết nhiều hơn ông Phật mới. Không có phải vậy. Tức là một khi mà thành Phật rồi á, là ông nào cũng biết giống như nhau. Chánh đẳng tức là biết bằng với nhau, biết đúng bằng với nhau. Chánh giác tức là biết đúng chính xác bằng nhau. Có nghĩa là cái người nào mà tu tập mà thành Phật rồi là đương nhiên có trí tuệ giống như Phật. Chứ không thể nào nói ông đó ông mới tu thành Phật, ông biết ít hơn là ông Phật Thích Ca. Không phải, không phải vậy. Mà tất cả các cái trí tuệ đó đều chánh đẳng, chánh giác, đều biết bằng, biết đúng, biết bằng với nhau. Rồi bây giờ cái quý vị hỏi là làm sao mà thấy được trí tuệ? Trí tuệ có thể nào mình thấy được trí tuệ không quý vị? Không đâu quý vị, không có thấy được trí tuệ. Trí tuệ nó không có hình tướng, nó không có hình. Không có hình có nghĩa là nó không được cấu tạo bằng vật chất. Mình không thể nào mình rờ, mình sờ, mình mó, mình nhìn, mình thấy nó có màu sắc gì, mình nhìn thấy trí tuệ. Mà trí tuệ nó là vô hình. Cho nên Đức Thầy mới dạy là vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Cái tướng không có tướng mới là tiếng thiệt. Mà không có tướng rồi làm sao mà diễn đạt, rất là khó. Rồi quý vị hỏi vậy rồi làm sao mà mình đánh giá được cái người có trí tuệ với người không trí tuệ? Được quý vị. Trí tuệ này mặc dù nó không hình tướng, nó ở trong tâm, trong óc của mình. Nhưng mà quý vị có thể đánh giá được cái người có trí tuệ và người không có trí tuệ đó qua cái hành vi và qua cái lời nói, cũng như là qua sự suy nghĩ của người đó. Cái người mà ta có trí tuệ là người ta luôn luôn làm chuyện gì nó cũng trúng hết đó, là cái người khôn, cái người có trí. Còn cái người mà quê mùa dốt nát đó thì làm cái gì cũng trật hết, làm cái gì cũng sai hết đó. Rồi cái người có trí tuệ đó, người ta nói cái gì nghe nó cũng hay hết, nói gì nghe nó cũng đúng hết. Chim khôn hót tiếng rảnh rang gì đó quý vị. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, phải không? Rõ ràng là cái người khôn, cái người mà nói tiếng dịu dàng dễ nghe là cái người có trí tuệ hơn là cái người bình thường. Cho nên cái trí tuệ này mình không thấy được, nhưng mà mình có thể đánh giá được qua sự biểu hiện của cái hành động của thân và cái lời nói của người đó. Rồi đó là cái phần sơ lược về trí tuệ. Bây giờ quý vị nói nghe nói vậy tôi ham quá, tôi muốn tu làm sao?
Đức Phật, Đức Thầy dạy mình tu làm sao cho có được cái trí tuệ giống như trí tuệ của Phật, giống như trí tuệ của Thầy. Đây là cái điều cốt lõi của cái chủ đề hôm nay đó quý vị. Đây là cái điều cốt lõi của chủ đề hôm nay. Bây giờ quý vị muốn có được một cái sự thấy biết thông suốt giống như Đức Phật, giống như Đức Thầy mình đi, giống như Đức Phật, giống như Đức Thầy mình, thì ngày xưa đó Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã dạy một cái con đường, ta gọi là một cái lộ trình. Một cái lộ trình mà cái người chưa có trí tuệ đó là phải đi theo cái lộ trình đó của cái người đi trước, người ta dạy, người ta dạy cho mình. Rồi rồi, cảm ơn. Người ta dạy cho mình cái lộ trình đó, được Đức Phật dạy ở trong kinh điển của Đức Phật, trong Tam Tạng kinh điển, kinh Luật Luận đó. Cái lộ trình đó là văn tư tu, đại khái là ba chữ, người ta tóm gọn lại là ba chữ văn tư tu. Vậy quý vị hỏi là văn là cái gì, rồi tư là cái gì, rồi tu là cái gì? Văn là gì quý vị? Văn là mình học, mình đọc, mình nghe. Đọc quyển sám giảng thi văn giáo lý của thầy là quý vị đang học văn, đang học văn. Mà người nào mà thuộc quyển sám giảng thi văn giáo lý của thầy, người ta nói người đó có văn huệ. Văn tức là mình học, mình đọc, mình nghe cái lời của Phật dạy. Lời của Phật dạy hôm nay được Đức Thầy dạy lại cho mình ở trong cái quyển sám giảng thi văn giáo lý. Được Đức Thầy dạy lại trong quyển sám giảng thi văn giáo lý. Cho nên đọc cái quyển sám giảng thi văn giáo lý của Thầy chính là đọc Tam Tạng kinh điển mà Đức Thầy đã chắc lọc, đã đúc tỉa, rút trong các lực các kinh, hay là dưới đây được tả sách kinh để dạy cho mình. Cho nên nhất định là khi rảnh rỗi là chúng ta phải đọc quyển sám giảng thi văn giáo lý của Thầy. Và đọc không thì cũng chưa đủ, có văn huệ không cũng chưa đủ, mà còn phải làm thêm gì nữa quý vị? Còn phải hiểu nữa, còn phải tư, phải không? Văn rồi tới tư, tức là tư là tư duy, là tìm hiểu nghĩa lý. Thí dụ như Đức Thầy dạy ở trong đó một câu giảng, dạy một đường mà mình không hiểu nghĩa, mình làm theo nẻo thì nó trật rồi, phải không? Thành ra Đức Thầy dạy cái gì mình phải hiểu nghĩa rõ ràng, có ông thầy ông đang dạy mình cái gì ở đây ha? Mình hiểu nghĩa rõ ràng vậy thì cái người đó, người ta gọi đó là cái người đó có tư huệ. Có tư huệ tức là hiểu được cái lời của Phật dạy qua cái văn tự, qua cái kinh điển mà Đức Phật, Đức Thầy đã truyền đạt lại cho mình. Được gọi đó, người đó là cái người có tư huệ. Tư huệ tức là một cái sự hiểu biết đúng, hiểu biết đúng cái lời của Phật dạy, của Thầy dạy trong quyển sám giảng thi văn giáo lý. Và đó là công đoạn thứ hai. Công đoạn thứ ba là phải thực hành, người ta gọi đó là tu. Tu tức là thực hành, là công phu hành đạo đó. Công phu hành đạo có nghĩa là ông thầy ông dạy mình cái gì trong đó, ông dạy chữ A, ông ấy số 1 rồi phải làm cái gì, số 2 phải làm gì, phải làm theo y vậy đó, rồi gọi đó là thực hành. Ba công đoạn này không thể nào thiếu được nếu mà mình không muốn đạt được trí huệ. Cần phải học đạo, cần phải hiểu đạo, cần phải thực hành cái lời của Phật dạy, thầy dạy đó, đúng theo đó đó thì nó có kết quả. Cho nên cái lộ trình văn tư tu này Đức Thầy dạy lại cho mình trong quyển sám giảng, một cái câu rất là dễ hiểu quý vị. Một cái câu giảng mà Đức Thầy đã dịch lại, cho nên Đức Thầy đã chắc lọc cô đọng toàn bộ tinh hoa của Tam Tạng kinh điển là vậy. Đức Thầy dạy, Đức Phật dạy văn tư tu có nghĩa là học, hiểu là thực hành. Đức Thầy dạy cho mình hồi nãy quý vị mới nghe đọc đó, nghe cạn lời chứ có mờ hồ, phải không? Tức là văn huệ, phải không? Rồi tìm hiểu nghĩa, tìm hiểu nghĩa là tư huệ, rồi mới làm theo. Làm theo tức là tu huệ, là thực hành. Làm theo thì đắc đạo, phải không? Nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Nó dễ nghe hơn văn tư tu quá, phải không quý vị? Dễ nghe quá, cho nên ông thầy ông chuyển tải lại bằng thi thơ. Mình đọc sướng cái lỗ tai mà mình lại dễ hiểu nữa ha. Cho nên cái lộ trình giải thoát, ai mà muốn thành Phật, muốn có được trí tuệ giống như Đức Phật, Đức Thầy, thì phải học đạo. Mà quý vị đang đi học đó, mình đang đi học cái lớp giáo lý căn bản, đang đi nghe rồi này kia đó, người ta gọi cái đó là văn huệ đó. Rồi tư huệ là phải suy nghĩ, tìm hiểu, coi trong giáo lý đó dạy cái gì, rồi phải thực hành theo, nhất là phải công phu hành đạo. Cho dù quý vị có văn huệ giỏi cỡ nào, tư huệ giỏi cỡ nào đi nữa, mà không có hành đạo là cũng không bao giờ đạt kết quả. Và Đức Thầy đã khẳng định rằng nhiều người kinh sử lão thông, cho ông lão thông kinh sử tới cỡ nào đi nữa mà không có sửa tánh bởi lòng còn mê. Tức là không có tu rồi nữa, nó mê là mê à. Không có tu rồi là khó có thể nào mà có được trí tuệ giống như ông Phật, ông Thầy. Vì vậy thì muốn thành Phật, muốn có được trí tuệ của Phật, thì phải học đạo, hiểu đạo và thực hành theo.
và phải thực hành theo cái lời của đạo dạy, của Phật dạy, của thầy dạy trong Nguyện Sám Giảm Thi Văn Giáo Lý. Và một cái điểm rất là quan trọng mà quý vị cần phải biết nữa, đó là cái điều kiện nào mà để đó, để mà có được cái phát khai được trí tuệ đó. Cái điều kiện nào mà để cho mình phát khai được trí tuệ, có được cái trí tuệ toàn giác, cái trí tuệ sẵn có trong tâm hồn của mình nè. Mình lấy cái đó ra mình xài để mình có sự hiểu biết sáng suốt giống như ông Phật, ông Thầy. Cái điều kiện nào? Cái điều kiện mà Đức Thầy luận giải rất là rõ ràng, mà trong tất cả những, hầu như là trong giáo lý của nhà Phật đều có đề cập, nhưng mà rất là khó, ít có người ta tìm hiểu được. Và Đức Thầy dạy lại cho mình rất là đơn giản. Không cần anh tu cách nào tôi không biết, anh tu ở dưới sông hay là anh tu ở trong cốc, trong am, hay là tu ở trên núi, hay tu ở ngoài chợ gì á, không cần biết. Mà làm sao mà tâm thanh tịnh là phát khai được trí tuệ này? Tâm thanh tịnh là phát khai được trí tuệ. Không cần biết cái hình thức nào. Sở dĩ mà Đức Phật dạy nhiều cái phương pháp, cái cách thức tu tập vậy là để tùy cái phong hóa, tùy cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người, mỗi chúng sanh, mà Đức Phật mới dạy ra nhiều cái cách thức, cái phương pháp đó thôi. Nhưng mà chủ yếu là anh tu cách nào tôi không biết, nhưng mà hãy làm sao mà tâm thanh tịnh là phát khai trí tuệ. Và Đức Thầy đã khẳng định rằng nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh là được thì phát huệ. Rõ ràng là tâm bình tịnh là phát khai trí huệ rồi quý vị. Hay là tu với tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Cái quý vị nói, mà sao thấy dễ quá vậy? Tôi nghe ông nói có bộ dễ quá vậy. Rồi bây giờ là tâm lặng là gì, tâm bình tịnh là cái gì? Bây giờ tôi có thể làm được chuyện đó không? Được quý vị, được. Tâm lặng, bây giờ mình nói tới tâm lặng, tâm bình tĩnh đi ha, để cho quý vị nắm biết được. Tâm lặng, tâm bình tĩnh. Cái này thì nó hơi suy nghĩ chút, quý vị chịu khó ha. Tâm tức là cái lòng của mình đó, tức là những cái sự suy nghĩ ở trong lòng của mình đó. Mà nó dừng lại, tức là nó bình tĩnh. Mà đối với chúng sanh mình nó không có chịu dừng lại đâu. Mình có 6 cái chỗ mà để đối với cái cảnh ở bên ngoài, ta gọi đó là lục căn, nó đối với lục trần. Mà 6 cái chỗ này nó tiếp nhận cái tư tưởng của mình, nó tiếp nhận cái hình ảnh, cái thông tin từ bên ngoài vào rồi, nó rất là khó giữ cái tâm mình bình tĩnh lắm. Bởi vì mình là chúng sanh, mình tưởng cái đó nó là thiệt, cái mình đeo bám theo nó, làm cho tâm mình rối loạn. Cụ thể như quý vị thấy là cái tâm của mình nè, ông thầy cũng dạy nè, nhãn thấy sắc thường hay bận biểu. Câu đó có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là con mắt mình nó thấy cái sắc đẹp, nó thấy chiếc xe đẹp là nó bận biểu rồi, nó không có là bình tĩnh, phải không? Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, có nghĩa là nó thấy người đẹp, nó thấy sắc đẹp, nó thấy chiếc xe đẹp mà nó khởi tán loạn ở trong tâm rồi, chứ nó không có giữ bình tĩnh chút nào hết đó. Rồi tai thì ưa nghe những điệu âm thanh, cái lỗ tai mình nó quen, nó quen nghe lệ thủy không à, nó quen nghe là cả như là Minh Dương đồ không à, chứ còn á là bình thường đó, nó không có chịu giữ cái bình tĩnh đó. Và cái lỗ mũi của mình đó, quý vị đi ngang nhà nào đó mà thấy người ta kho quẹt, nó bay cái mùi lên, mà chỗ đó nhà đó kho quẹt ngon quá ha. Vậy thì rõ ràng là mình đã nhiễm theo cái nồi kho quẹt của người ta, phải không? Tâm của mình lúc nào nó cũng là lay động trước trần cảnh. Cho nên Đức Thầy dạy, nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa miệng dịu, đồ thơm tho nó ưa, nó chịu chốn hạ hương ai lết lại gần. Cái gì mà thơm thơm rồi nó rề lại lắm, phải không? Tức là làm như vậy thì rõ ràng là cái tâm của mình nó đã vướng theo cảnh rồi. Và tôi xin mở ngoặc ra kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã cảnh tỉnh cái ông, cảnh tỉnh cái ông A Nan tới mấy lần như thế này. Quý vị nghe cái này đi, cái này dễ hiểu lắm. A Nan á, A Nan là cái người tỳ vệ của Phật, theo Phật suốt trong cái quá trình Đức Phật truyền Hoằng Dương Chánh Pháp 49 năm. A Nan đi theo giặt đồ rồi này kia, lo cái ăn cái mặc cho Đức Phật, lo Phật suốt luôn. Nhưng mà A Nan có một cái đặc tính, A Nan có một cái đặc tính đó là vô cùng, có một cái trí nhớ siêu việt vô cùng quý vị. Cho nên Đức Phật đi thuyết giảng, đi thuyết pháp ở đâu đó ha, là A Nan lại đó nghe. A Nan ghi vô trong cái đầu. Sau này Đức Phật nhập niết bàn rồi đó, cái tiếp tập kinh điển lại là A Nan thuật lại. A Nan nói hồi đó tôi đi tới đây là tôi dẫn Đức Phật lại đây nè, Đức Phật có dạy như vậy vậy nè, cho nên ta mới đúc kết cái lời dạy đó thành kinh điển. Cho nên quý vị thấy trong những cái bộ kinh đó, ta thường hay ghi chữ như thị ngã văn là vậy đó, có nghĩa là ta nghe như vậy, có nghĩa là lời đó là lời thuật lại,
chứ không phải là lời từ cái miệng của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Còn mình là mình hên lắm nha quý vị, mình may mắn lắm đó nha. Ông thầy mình ông tự viết đó, ông tự viết ra chữ cho mình coi, mình học theo đó. Khó kiếm được vậy lắm em. Thì Đức Phật mới nói ông sáng suốt quá, nhưng mà ông không có giữ được cái tâm bình tĩnh. Bây giờ Đức Phật mới cảnh tỉnh ông. Đức Phật mới gọi La Hầu La. La Hầu La là con của Thái tử Siddhartha, là con của Đức Phật trước khi Đức Phật thành đạo đó. Đức Phật nói có Đức Phật và ông A Nan đó và La Hầu La. Đức Phật mới gọi La Hầu La. La Hầu La hãy đánh cái một cái tiếng chuông cái. Quý vị nghe thử nha, quý vị nghe thử cái mẫu chuyện ngắn này thì quý vị sẽ thấy cái tâm của La Hầu La với cái tâm của mình là nó chạy theo cảnh kinh khủng lắm. Đánh tiếng chuông, cái Đức Phật hỏi ông A Nan, ông có nghe cái tiếng không? Nghe tiếng chuông không A Nan? A Nan nói dạ con nghe. Con nghe tiếng chuông. Cái khi mà tiếng chuông nó hết găng rồi đàng hoàng ấy, Đức Phật hỏi A Nan, ông có nghe không A Nan? Thì A Nan nói dạ con không nghe. Ha. Xong rồi Đức Phật mới lặp lại một lần nữa, biểu A Nan đánh tiếng chuông lần nữa, hỏi A Nan. Họ biểu La Hầu La đánh tiếng chuông rồi hỏi A Nan, A Nan cũng trả lời như vậy. Đức Phật quở như vậy là quý vị thấy là cái tâm của A Nan với cái tâm của mình nó để dính cảnh. Đức Phật nói rằng khi có tiếng thì ông có nghe, khi không tiếng thì ông nói rằng ông không nghe. Như vậy thì ông, nếu mà cái lúc mà ông không nghe đó, ông là cái gốc cây hay là ông là cái gì? Ông đâu phải là con người ta nữa. Tại vì rõ ràng là ông có nghe chứ không phải là ông không nghe. Nhưng mà ông nghe cái không có tiếng chứ không phải là ông không nghe tiếng ha? Ông nghe cái không có tiếng chứ không phải là ông không nghe. Tức là cái tiếng thì lúc có lúc không, nhưng mà cái nghe của ông thì lúc nào nó cũng có. Nhưng mà tại vì ông chạy theo cái tiếng không mà tâm của ông nó bị lay động. Tức là lúc mà có tiếng á, thì nó vẫn nghe có tiếng. Không tiếng thì vẫn nghe, nhưng mà nghe cái không tiếng chứ không phải là không nghe. Chúng ta nên nhớ chỗ đó ha quý vị. Còn mình cũng vậy đó, mình cũng vậy đó. Con người mình nó bị nhiễm cảnh kinh khủng lắm. Cái mẫu chuyện đó là rất là dễ dàng cho mình thấy là mình bị nhiễm cảnh đó quý vị. Cho nên đó là tâm bình tĩnh là phát khai trí tuệ. Tâm bình tĩnh tức là tâm và cảnh độc lập với nhau, tâm cảnh không duyên theo. Cái tiếng nó cái người giác ngộ nó không có duyên theo cái tiếng trần cảnh ở bên ngoài. Thí dụ cho quý vị thấy Đức Thầy mình đi. Mình đó hen, đối với chúng sanh, đối với tín đồ mình đi, mà ai kêu mình bằng thằng là mình nổi nóng, phải không? Ai mình chửi mình là mình ghét. Nhưng mà đối với Đức Thầy, kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Quý vị thấy rõ ràng là cái tâm của Thầy nó đã không có dính tới cái chuyện mà kêu Thầy bằng thằng hay là kêu Thầy bằng ông. Còn mình đó là kêu mình bằng Thầy là mình mừng, mình vui, phải không? Kêu mình thằng là mình tức, là mình nổi nóng lên rồi. Tức là rõ ràng cái tâm của mình nó dính vô cái cảnh trần của nó. Còn đối với các bậc giác ngộ, như đối với ông Thầy mình là cái tâm nó đã như như rồi. Tâm nó đã như như trước cảnh. Cho nên cái tâm của con người nó dễ bị nhiễm cảnh lắm. Thì nếu mà tâm mình không nhiễm cảnh, tức là tâm và cảnh độc lập với nhau, trước mọi cái biến cố của cảnh mà tâm vẫn giữ thanh tịnh, đó là tâm thanh tịnh. Nếu mà ai được cái điều kiện đó thì sẽ phát khai được trí tuệ. Rồi quý vị hỏi là trong Thi Văn Giáo Lý Đức Thầy đã dạy bao nhiêu cái phương pháp mà để mà mình tu tập để cho có được phát khai được trí tuệ, để làm cho tâm thanh tịnh nó phát khai được trí tuệ. Nhiều lắm quý vị. Hầu như là Đức Thầy đều có lược giải những cái phương pháp tu tập của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni một cách tổng quát, chỉ dạy cách tổng quát. Nhưng mà cái phương pháp nào mà mình dễ thực hành hạng nhất thì Đức Thầy dạy kỹ. Còn những cái phương pháp mà nó khó quá thì Đức Thầy chỉ dạy lướt sơ qua. Thì những cái phương pháp tu tập làm cho tâm thanh tịnh để phát khai được trí tuệ thì chúng tôi xin kể ra cho quý vị nghe trong Nguyễn Sánh Giảng Thi Văn Giáo Lý của Thầy dạy. Đó là giữ 8 điều đặng cấm. Đó là cái pháp thứ nhất. Quý vị nói giữ 8 điều đặng cấm làm gì phát khai trí tuệ? Phát khai nha quý vị. Hồi xưa trong giáo lý của nhà Phật đó có một cái pháp môn ta gọi đó là giới định huệ. Đức Phật dạy là cái người nào mà giữ giới nghiêm chỉnh đàng hoàng đi thì tâm nó sẽ thanh tịnh, sẽ phát khai trí tuệ. Giới định huệ tức là giữ giới, tâm sẽ an định và phát khai trí tuệ. Và giới luật của Phật giáo Hòa Hảo đó chính là 8 điều đặng cấm. Và có phân tích kỹ trong 8 điều đặng cấm, quý vị sẽ thấy rõ ràng là Đức Thầy đang cải tạo
cái hành động của thân mình và cải tạo cái miệng của mình, cũng như là cải tạo những cái trí tuệ, những cái tự tư duy suy nghĩ của mình, để cho mình đạt đến cái chỗ mà trọn lành trọn sáng. Quý vị đọc từ cái điều răn cấm thứ nhất cho tới điều răn cấm thứ tư, từ điều răn cấm thứ tư tới điều răn cấm dài dài đó, là nó vừa cải thiện cái hành động của thân, nó không cho thân làm ác, cải thiện hành động của cái miệng, không cho cái miệng làm, không cho cái miệng nói sái, và cải tạo cái tư tưởng của mình. Và đến cái điều răn cấm thứ tám đó, nếu mà ai giữ đặng trọn lành trọn sáng. Mà quý vị biết là trọn lành trọn sáng có nghĩa là gì? Trọn lành có nghĩa là tâm nó thanh tịnh rồi nó mới trọn lành, và trọn sáng có nghĩa là phát khai được trí tuệ. Thành ra cái tám điều răn cấm của thầy cũng là một cái phương pháp tu tập để phát khai trí tuệ. Thì đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể ứng dụng tu tập hàng ngày. Cái phương pháp thứ hai mà Đức Thầy dạy nữa đó là phương pháp diệt vô minh. Vô có nghĩa là không, minh là sáng, vô minh có nghĩa là không sáng, tức là tối tâm mê muội, là dốt, hiểu sai. Bây giờ Đức Thầy dạy á, diệt vô minh ở trong cái bài mà trong việc tu thân sử kỷ, bảy bài pháp luận mà Đức Thầy đã viết ở tại Bạc Liêu, nhà ông Ký Giỏi đó. Cái bài cuối cùng đó là bài trong việc tu thân sử kỷ, Đức Thầy dạy chúng ta một cái phương pháp làm cho tâm thanh tịnh, phát khai trí tuệ. Tôi xin đọc cho quý vị nghe, để mà nêu lên những cái pháp đó, để mà quý vị có thể chọn, để mà mình chọn lựa những phương pháp phù hợp để mình ứng dụng, mình tu tập cho có được cái trí tuệ toàn giác giống như Phật. Đức Thầy dạy người học đạo muốn mở mang trí tuệ, muốn mở mang trí huệ, tức là muốn mở mang được cho sáng suốt giống như Phật, thì cần phải tìm phương pháp diệt cái vô minh. Muốn diệt vô minh thì trước phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mà mình theo học, để lấy đó làm cương mục mà bài trừ những thành kiến nè. Thành kiến là cái ngã của mình đó nghe quý vị. Cố chấp nè, cố chấp cũng là cái ngã mình đó. Thói quen nè, sự chần chờ nè, lòng ham muốn, tính kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, ích kỷ, vô nịnh, tư tâm, sự gây gỗ, mê đắm trong bể dục tình, sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng. Mấy cái thứ đó đó, mấy cái thứ ngã chấp này nó làm cho cái tâm hồn mình náo loạn. Mình không có giữ được bình tĩnh, cho nên không có phát khai được trí tuệ. Cho nên Đức Thầy dạy nếu trừ được nó rồi tất trí huệ mở mang vậy. Nếu trừ được ngã chấp này á, thì phải là trí tuệ sẽ mở mang. Mà muốn trừ được ngã chấp này là phải chứng cái lý vô ngã trong giáo lý của nhà Phật. Cho nên Đức Thầy dạy nó cần tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Hãy ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Cái lý vô ngã của nhà Phật có nghĩa là mình phải quán xét, mình thấy được rằng mình và tất cả người khác không có cái gì khác biệt hết. Vô ngã là không có cái gì khác biệt hết, chứ không phải là vô ngã là không không. Mà vô ngã có nghĩa là không có cái sự khác biệt. Mà thực sự như vậy đó, tất cả mọi người chúng ta đều có những cái nó hoàn toàn giống nhau, không có khác biệt. Tôi thí dụ cho quý vị thấy, cái thân tứ đại của con người mình này nè, ai cũng giống ai hết. Tức là tất cả mọi người đều được cái thân tứ đại này, được do đất nước gió lửa mà hình thành, không có ai khác hết. Không có nói là ông vua cái thân của ổng bằng vàng, còn cái người nghèo là thân của ổng bằng đất, không có phải vậy. Mà ai cũng là đất nước gió lửa mà tạo thành hết. Tức là tất cả mọi người đều có cái tướng giống nhau. Cho nên đó là mình đừng có phân biệt giữa ta và người đó. Cái thứ hai nữa, đó là tất cả mọi người đều có Phật tánh giống nhau. Chứng được cái lý đó, tức là chứng được cái lý vô ngã của nhà Phật. Muốn chứng được cái lý vô ngã này là phải, trong giáo lý của nhà Phật, người ta phải dạy cái phương pháp tu tập thiền quán đó. Tức là quán thân vô thường, quán tâm vô thường và quán cảnh vô thường. Thì đó là cái phương pháp thứ hai mà làm cho tâm thanh tịnh để phát khai trí tuệ. Phương pháp thứ ba mà Đức Thầy dạy mình rất là quan trọng nữa là quyển kinh Nhật Tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát đó. Đó chính là bát chánh đạo quý vị. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là tám con đường chánh, là tám phẩm cuối cùng. Tám phẩm cuối cùng của triết lý tứ đế. Tứ đế thì nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tám phẩm đó của đạo đế đó, ta gọi đó là 37 phẩm trợ đạo. Đạo đế nó có 37 phẩm trợ đạo. Trong đó nó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, có ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và cuối cùng là bát chánh đạo. Ngày xưa Đức Phật đã dạy là bát chánh đạo là bát chánh đạo là nơi nào có bát chánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát. Hôm nay Đức Thầy dạy là bát chánh đạo là quyển kinh Nhật Tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát. Mình đi theo cái lộ trình bát chánh đạo là tâm của mình đạt đến cái chỗ chánh định, tâm thanh tịnh là phát khai trí tuệ.
Cho nên đến cái chỗ chánh định là giữ tấm lòng bất động như như đó, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Rõ ràng là đó là cái cách thứ hai mà Đức Thầy đã dạy. Bắt chánh đạo thì quý vị chắc cũng biết rành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, mà chánh định đó, tức là tám cái chánh đó. Mà nếu mà mình đi theo cái lộ trình đó, tâm của mình sẽ đạt đến cái chỗ chánh định, là phát khai được trí tuệ, có nghĩa là mình thành Phật đó. Đi theo cái lộ trình bát chánh đạo là thành Phật nha quý vị. Đi theo lộ trình bát chánh đạo là phát khai trí tuệ là thành Phật. Một cái phương pháp thứ ba, một phương pháp tiếp theo nữa đó là Đức Thầy dạy, đó là diệt lục căn không nhiễm với lục trần. Con người mình nó có sáu cái căn, tức là sáu cái gốc, cái nơi mà tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu cái chỗ này nó dễ tiếp nhận những cái thông tin, những cái hình ảnh từ bên ngoài vào. Và khi mình là còn là chúng sanh đó, thì những cái hình ảnh nó được mình được tiếp nhận vào rồi đó, cái tâm của mình nó sẽ phân tích cái hình ảnh đó, nó lớn hay nó nhỏ, nó tốt hay nó đẹp, nó xấu hay nó tốt thì chẳng hạn, mình sẽ phân tích đó. Còn trong khi đối với các bậc giác ngộ đó, thì cái tâm như như, tâm không có lay động trước trần cảnh bên ngoài, bởi vì họ biết rằng tất cả những cái trần cảnh bên ngoài nó đều là hữu hình, đều là tắc hoại, nó không có thật, cho nên không có bị lai nhiễm với cảnh trần. Tâm và cảnh độc lập với nhau, đối cảnh vô tâm đó. Trong cái bài mà thiền định của ông Trần Nhân Tông đó, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, có nghĩa là khi mà mình đối cảnh mà mình cái tâm của mình đừng có để, đừng có duyên theo cái cảnh đó, tức là vô tâm rồi đó, là tâm thanh tịnh đó. Đối cảnh vô tâm là mặc vấn thiền, đối cảnh vô tâm là thiền định đó, là tâm thanh tịnh, là phát khai trí tuệ. Một cái phương pháp nữa mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta nữa đó, đó là môn hoàng diệt, hoặc là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 cái duyên sanh. 12 cái duyên sanh là nó chiền nếu theo từ vô minh, sinh hành, thành thức, dài cho đến sinh lão tử. Mà chỉ cần cắt một trong 12 cái duyên sanh đó, cũng giống như sâu chuỗi mình vậy đó, mình cắt, chỉ cần mình cắt bỏ một sâu chuỗi, mình không nhiễm một hạt chuỗi trong sâu chuỗi đó, thì tự nhiên 12 cái hạt chuỗi trong sâu chuỗi đó nó sẽ bị tan rã ra. Và một cái phương pháp mà Đức Thầy đã tổng hợp dạy lại cho tất cả mọi tín đồ chúng ta, mà chúng ta thường hay áp dụng nữa đó, đó chính là môn hoàng diệt. Môn hoàng diệt thì Đức Thầy đã dạy nè, cũng làm cho tâm mình thanh tịnh. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt. Vô minh diệt tức là hết cái tối rồi, phải không quý vị? Hết cái tối rồi tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ sáng ra, tức là trí tuệ nó sẽ được phát khai ra. Thực ra thì đọc và phân tích kỹ trong cái môn hoàng diệt đó là cái môn mà mình thường hay thực hành. Một mình thực hành ở một góc này, góc nọ, một phần nhỏ trong môn hoàng diệt đó. Ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, tức là tu theo bát chánh đạo, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, tức là vừa tu thiền mà vừa tu tịnh nữa. Không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật là tu tịnh độ đó, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ. Đó là những cái phương pháp mà tự lực, nãy giờ là nói tự lực đó nha quý vị. Từ cái phương pháp mà tự lực là giữ tám điều răn cấm, phương pháp là diệt lục căn, diệt vô minh, rồi tu theo bát chánh đạo, diệt lục căn không nhiễm lục trần, hay là thập nhị nhân duyên, rồi tới môn hoàng diệt. Bây giờ tới một cái pháp môn mà bây giờ hầu như là tất cả mọi người chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải biết và chúng ta đang thực hành cần phải biết. Và nếu thực hành đúng theo pháp môn này, mình sẽ phát khai được trí tuệ, mình sẽ thành Phật luôn. Và quý vị nên nhớ rằng là Đức Thầy khẳng định với chúng ta rằng người tại gia cư sĩ tu vẫn đắc đạo hiện tiền, chứ không phải nói là chỉ có xuất gia người ta tu hành mới đắc đạo. Trong cái đoạn cuối của quyển 5, quý vị nào mà có đọc, quý vị phân tích đó, quý vị sẽ thấy được Đức Thầy dạy đó: vô thượng thậm thâm dĩ truyền đó, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Tại gia cư sĩ tu theo pháp môn tịnh độ, tâm vẫn tròn sáng, vẫn đạt được cái kết quả giải thoát, chứ không phải nói là chỉ có xuất gia tu mới đạt kết quả thành Phật hiện tiền đâu. Sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên, có nghĩa là đây là cái lời thật mà một bậc giác ngộ như thầy dốc lòng thầy dạy cho tín đồ chúng ta. Thì đó là cái môn pháp môn tịnh độ là môn niệm Phật. Bây giờ chúng tôi xin được dành một chút thời gian nói về cái chuyện tha lực của pháp môn niệm Phật. Thưa quý vị, ngày xưa đó, khi mà Hoằng Dương chánh pháp tại thế gian đó, gần cuối cái thời kỳ Đức Phật,
sắp nhập niết bàn, Đức Phật mới dạy pháp môn tịnh độ tại ở vườn của ông thái tử, ông tại vườn ông Cấp Cô Độc ở thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật mới giới thiệu pháp môn tịnh độ. Đức Phật mới giới thiệu trong một cái pháp hội đó, trong cái buổi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật mới nói này các ngươi, từ cái chỗ chúng ta đang đứng này nè, nhìn về hướng Tây cách 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, ở xa lắm, cách 10 muôn ức lận gọi là Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó có ông Phật A Di Đà, ông đang làm thầy dạy ở đó đó, ông đang làm giáo chủ dạy đạo ở đó. Ở nơi đó có rất là nhiều Phật, chúng sanh ở cõi đó là không có còn sanh tử luân hồi nữa rồi, là cõi Phật rồi, cảnh giới đó là cõi Phật rồi. Và từ là Bồ Tát, từ cảnh giới đó có Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, có vô số Phật Bồ Tát Vinh Văn Duyên Giác và những cái người mới được giảng sanh lên đó. Đó là Đức Phật giới thiệu cảnh giới cõi Tây Phương Cực Lạc, nó có đầy đủ y báo, tức là nó có đầy đủ cái phương tiện gì vật chất, không có thiếu cái gì chứ. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lợi việc sanh nhai mà Đức Thầy đã giới thiệu trong chúng ta đó. Đức Phật mới giới thiệu có Đức Phật A Di Đà là cái vị Phật mà được xem như là có vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, có tuổi thọ vô lượng, tức là sống hoài, ông Phật A Di Đà ông sống hoài, ông không có chết. Vô lượng quang tức là ông có cái trí tuệ vô lượng, hay là có hào quang vô lượng, và vô lượng công đức có nghĩa là có công đức viên mãn. Và đặc biệt là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni còn giới thiệu ông Phật A Di Đà ông có 48 cái lời thề, 48 cái lời đại nguyện. Và chỉ cần mình thực hiện được một cái lời đại nguyện trong cái 48 lời đại nguyện đó thôi, một trong 48 lời đại nguyện thôi, thì ông Phật A Di Đà ông thề rằng ông sẽ gia hộ cho mình, ông sẽ tiếp mình, ông sẽ giúp đỡ mình, đưa mình đi về cõi Cực Lạc sau khi mình chết. Thì đó là sơ lược về cái pháp môn tịnh độ. Thì cái lời đại nguyện đó chính là cái lời đại nguyện thứ 18. Lời đại nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà có thề như thế này. Đức Phật A Di Đà thề rằng lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm mến mộ muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm nếu không được sanh, thề tôi không ở ngôi chánh giác, trừ những kẻ tạo tội ngu nghịch cùng hủy bán chánh pháp. Nội dung của cái lời thề đó như thế này nè quý vị. Trừ những cái hạng mà phạm trọng tội ngũ nghịch, thì tội ngũ nghịch là tội giết cha này, giết mẹ này, giết A-la-hán này, gây sự bất hòa trong tăng chúng này, gây thương tích cho Phật này, chê bai lời Phật dạy, đó là năm cái trọng tội ngũ nghịch, năm cái tội ngũ nghịch đó là không được cứu vớt. Còn lại thì tất cả chúng sanh khác, nếu mà chúng sanh nào đó mà ráng cố gắng mà thường hay khởi cái tâm ham muốn thích cái cảnh giới cõi Cực Lạc, và thích Đức Phật A Di Đà và niệm cái danh hiệu của ngài, niệm sao không biết, không có cần biết niệm như thế nào, mà tới chừng mà sắp sửa đín thở rồi đó, sắp sửa chết rồi đó, mà nhớ mà niệm được 10 niệm thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm được 10 niệm như vậy thôi, ông Phật A Di Đà ông thề rằng ông sẽ dùng hóa thân đến để mà nhiếp thọ, là giữ lấy cái linh hồn của mình đưa về nên cái nước của ông ở bên đó, đưa về ao thác bảo ở bên cõi Cực Lạc ở bên. Mình thì mình đi không được, nhưng mà Đức Phật A Di Đà có thề như vậy đó. Cho nên chính vì vậy đó mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nói các ngươi nên niệm Phật đi, để sau này Đức Phật A Di Đà lúc mà các ngươi chết đó, Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn linh hồn các ngươi đưa về đó. Thấy không? Chính vì vậy đó mà có pháp môn tịnh độ mới dạy mình niệm Phật. Cái quý vị nói ông Phật A Di Đà ông nói nếu niệm chỉ cần 10 niệm thôi, thôi bây giờ tôi cứ ở không ăn chơi đồ cho đã rồi đi ha, gần chết tôi niệm 10 niệm thôi, ông cũng tại vì ông thề. Thấy không? Là thế nào ông cũng tới rước. Mà thật ra không phải dễ nha quý vị. Nó khó trần thân lắm chứ không phải chuyện dễ đâu nha. Thấy vậy cái tâm của mình nó tán loạn kinh khủng lắm, nhất là cái lúc mình gần chết. Quý vị nghe Đức Thầy dạy là gần hấp hối, tâm thần sao sát, trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Phải không? Thử tưởng tượng của cái câu đó nó sao. Rồi lần mòn đến lúc lâm chung giả khỏi tạm nhau đường tội phước, tới đó hết có nhớ ông Phật A Di Đà đâu mà niệm nữa rồi. Con nó khóc, nó la, nó chia của, nó chửi thề, nó giành giật với nhau là thôi có nước là mình chết luôn. Tức là hết có biết cái gì luôn, là nếu mà mình không có giữ được cái niệm vậy là mình đi theo nghiệp. Mình đi theo nghiệp, nếu mà ông Phật A Di Đà không tiếp mình ông không giúp mình được thì mình sẽ đi theo cái nghiệp thiện, nghiệp ác của mình. Làm phước nhiều thì sẽ thành tiên, còn làm ác nhiều thì bị đỏ. Và chúng ta nên nhớ rằng ngoài cái lợi lạc của pháp môn tịnh độ đó là được giảng sanh về cõi Cực Lạc qua cái lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này cũng làm cho tâm mình thanh tịnh, phát khai được trí tuệ.
Thì trong giáo lý của nhà Phật đó, người ta gọi đó là cái phương pháp đó là phương pháp thiền chỉ. Thì các cái nhà thiền đó, người ta thường hay dùng một cái câu chú, một cái câu chú, một câu thoại gì đó. Để chi vậy? Để dạy cho học trò nó nhớ cái câu đó. Nó nhớ, nó niệm câu đó hoài, nó không nhớ tới cái chuyện gì của thế gian nữa hết. Ta gọi là câu chú hay là câu thoại đầu đó. Thì cái câu Nam Mô Di Đà Phật cũng là câu chú đó quý vị. Mà mỗi một cái câu Nam Mô Di Đà Phật là diệt được một niệm chúng sanh. Nè, mà quý vị hãy nghe rõ ràng lời Đức Thầy đã luận giải nè. Pháp môn tịnh độ vẫn là phương pháp tu tập làm cho tâm thanh tịnh, phát khai trí tuệ, thành Phật, chứng đắc quả Phật hiện tiền luôn. Chứ đừng có nói gì mà giảng sanh về trên kia. Đức Thầy dạy nè, còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm cho diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật, nghe cho kỹ nha quý vị. Quý vị nghe cái đoạn đó, quý vị thấy cái tâm của mình nó ghê gớm rồi. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Có nghĩa là cái tâm của mình nó khởi cái bằng tán loạn trong đó, điên đảo trong nội tâm mình luôn. Mà thật sự vậy đó. Chiều nay đi quý vị về nhà, quý vị nằm trên võng đó. Quý vị tinh ý một chút, quý vị theo dõi chứ. Mà chút cái nó nghĩ cái này, chút cái nó nghĩ cái nọ, chút cái nó nghĩ chuyện kia, nó chiền níu theo cái ngoại cảnh của bên ngoài. Cho nên Phật nói tâm của chúng sanh là tâm duyên ý mã. Mà chính mấy cái tâm duyên ý mã này nó làm cho tâm mình không thanh tịnh nè. Cho nên bây giờ mình không có nhớ mấy cái chuyện đó nữa, mình lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật, nhớ câu này, nín mấy cái kia, diệt trừ mấy cái kia, phải không? Câu niệm Phật là diệt được một niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm cho diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não an che, chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa các vọng niệm chúng sanh. Mà hết vọng niệm chúng sanh thì tâm của mình sẽ thanh tịnh à. Cho đến khi nhất tâm bất loạn à. Thì ấy lòng ham muốn các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho tâm hồn mình nương theo đó mà thanh tịnh. Như vậy thì rõ ràng là phương pháp niệm Phật này vừa là một cái phương pháp người ta gọi là thiền tịnh song tu, vừa là một cái phương pháp cầu tha lực, cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho mình. Mà chúng ta nên nhớ rằng trong kinh điển của Phật dạy đó quý vị, cái người niệm Phật đó không phải mình ơi, ông Phật A Di Đà ông độ không, mà mười phương chư Phật còn gia hộ, các vị chư thần thánh, các vị Bồ Tát Bổ Sứ, những cái vị long thần hộ pháp ở gần gần mình đấy nè, xung quanh mình nè, các vị vô hình ở gần gũi mình nữa nè, mà thấy ai niệm Phật là lúc nào cũng theo che chở đùm bọc giúp cho cái người đó đó. Cho nên đây là một cái phương pháp mà vừa có người ta giúp mà lại vừa là tự mình đó là mình tu tiến được nữa. Cho nên có thể nói là một phương pháp mà vừa thiền mà lại vừa tịnh nữa. Cho nên niệm Phật cũng là một cái phương pháp mà làm cho tâm thanh tịnh, phát khai được trí tuệ. Thì đó là những cái phương pháp mà Đức Thầy đã dạy trong quyển sám giảng thi văn giáo lý. Đức Thầy đã tùy cái phong hóa dân sanh phù hợp mà dạy lại cho mình những phương pháp mà mình có thể ứng dụng để mình tu tập được. Mà chúng ta nên nhớ rằng không phải chúng ta tu một lượt hết tất cả các pháp môn kia, mà chỉ cần chọn một cái phương pháp nào đó trong những cái phương pháp mà Đức Thầy đã dạy ra, mà chúng tôi kê ra cho quý vị nãy giờ đó, chọn một cái phương pháp thôi và ráng cố gắng công phu hành trì đi, thì làm riết đi thì tâm nó cũng thanh tịnh mà trí tuệ nó cũng được phát khai. Thì đó là cái nội dung chính của cái chủ đề hôm nay. Nói tóm lại là như thế này nè quý vị. Bữa hôm nay đó quý vị nghe được cái này ha, quý vị sẽ thấy được mấy cái mà nó hơi mới mới mà từ trước tới giờ cứ tưởng là mình chưa có biết. Thứ nhất là về trí tuệ của con người. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là một cái năng lực, một cái khả năng hiểu biết đúng của tâm hồn. Người ta gọi đó là trí tuệ. Biết đúng là trí tuệ, biết sai là vô minh, là dốt nát, mê muội, là biết đúng là trí tuệ. Ở thế gian này cái người có trí tuệ là cái người khôn, cái người khôn ngoan, cái người mà người ta học rộng hiểu nhiều, người ta biết được nhiều chuyện trên đời. Nhưng cái trí tuệ ở thế gian này nó chỉ có một cái giới hạn nhất định ở thế gian mà thôi, chứ nó không phải là cái trí tuệ tuyệt đối, không phải là cái trí tuệ cuối cùng của cái người tu theo đạo Phật để mà đạt tới. Và một cái loại trí tuệ thứ hai nữa mà trong mỗi con người mình đều có, mà Đức Phật đã khẳng định rằng nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ sáng suốt giống như ta vậy nè, giống như Phật vậy đó. Và Đức Thầy nhắc lại là các chúng sanh đều có như ta đó, đó chính là Phật trí. Một cái trí tuệ toàn giác, trí tuệ biết đúng hết tất cả mọi thứ mà mình sẵn có trong tâm hồn của mình.
Nhưng mà mình là không có biết được giống như ông Phật, giống như Đức Thầy. Là bởi vì sao? Bởi vì mình bị vô minh, vọng tưởng, dại tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Chính vì vậy đó mà mình cần phải nghe theo lời của Phật dạy, Thầy dạy, để mà mình tu tập, mình mở mang cái trí tuệ sẵn có trong nội tâm hồn của mình, để mình sáng suốt, mình giống như là có được sự hiểu biết sáng suốt giống như Đức Phật. Và những cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình, những phương pháp Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy cho mình. Đức Phật thì ngày xưa dạy, người ta nói Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Thì trong đó Đức Thầy đã luận giải rất là nhiều những phương pháp chủ yếu. Đức Thầy có liệt kê hết tất cả những phương pháp, và để cho chúng ta chọn lựa những phương pháp nào đó mà tùy cái căn cơ, cái trình độ của mình mà mình chọn một cái phương pháp, chứ không cần phải thực hành một lúc hết tất cả các phương pháp. Những cái phương pháp mà Đức Thầy dạy cho chúng ta tu tập để cho làm cho tâm thanh tịnh và phát khai được trí tuệ đó, muốn phát khai được trí tuệ đó phải đi theo cái con đường học đạo nè, rồi hiểu đạo nè, rồi thực hành thì mới đạt được. Và muốn có cái điều kiện để cho phát khai trí tuệ đó là phải tâm lặng, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì mới phát khai trí tuệ. Và những cái phương pháp mà Đức Thầy dạy chúng ta đó là cái phương pháp mà giữ tám điều răn cấm, là một cái phương pháp tu tập phát khai trí tuệ, sẽ đạt đến chỗ trọn lành, trọn sáng là phát khai trí tuệ. Phương pháp thứ hai là cái phương pháp mà diệt vô minh, tức là diệt cái ngã chấp, chứng cái pháp vô ngã. Cái phương pháp thứ ba mà Đức Thầy dạy chúng ta nữa đó là phương pháp tu theo bát chánh đạo, đi đến cái chỗ chánh định, là tâm thể thanh tịnh, phát khai được trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ Phật nha quý vị, chứ không phải là trí tuệ thế gian nha. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mà có trí tuệ Phật rồi là biết hết tất cả mọi thứ, chuyện thế gian đều biết hết, không cần học mà cũng biết hết luôn. Hoặc là phương pháp diệt lục căn không nhiễm lục trần, hay là thập nhị nhân duyên môn hoàng diệt. Và đặc biệt nha quý vị, nhớ đặc biệt là một cái phương pháp tu huệ bằng diệt niệm Phật. Tu huệ ngoài cái chuyện mà nhờ vào cái oai lực của Đức Phật A Di Đà qua 48 lời thề của Ngài đó, thì cái pháp môn niệm Phật này cũng còn là một cái phương pháp tu tập mà làm cho tâm mình thanh tịnh để phát khai trí tuệ. Bởi vì theo như lời Thầy đã luận giải thì nếu mà mình niệm được một niệm Phật thì diệt được một niệm chúng sanh, mà mình niệm niệm Phật thì diệt hết các vọng niệm chúng sanh, mà diệt hết vọng niệm chúng sanh thì tâm nó sẽ thanh tịnh và phát khai trí tuệ. Cho nên đó là phát khai trí tuệ là một cái điều kiện, hay là một cái, có thể nói là một cái đòi hỏi cần thiết của một cái người tín đồ mà tu theo đạo Phật. Chỉ có trí tuệ thì người ta mới, cái sự hiểu biết của người ta nó mới toàn giác, biết đúng hết tất cả mọi thứ. Sự hiểu biết nó vượt ra ngoài không gian, và nó vượt ra khỏi thời gian, và biết hết các cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật. Và Đức Thầy đã luận giải cho chúng ta một cái loại trí tuệ, một cái Phật trí có sẵn trong mỗi con người của mình. Và nếu mà tu tập học đạo, hiểu đạo và thực hành theo cho đến cái chỗ tâm nhất tâm bất loạn, đến cái chỗ tâm thanh tịnh thì sẽ phát khai được trí tuệ đó. Phát khai được trí tuệ đó có nghĩa là thành Phật. Nhớ nha, phát khai được trí tuệ đó có nghĩa là thành Phật, là sự hiểu biết giống như Phật, là thành Phật luôn. Cho nên đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta luôn luôn có niềm tin tuyệt đối về Thầy mình. Thầy mình là một vị cổ Phật lâm phàm. Cổ Phật là gì quý vị? Cổ Phật ở đây có nghĩa là cái vị Phật xưa. Phật xưa là Phật gì? Có nghĩa là ông này ông đã đắc đạo nhiều kiếp trước lắm rồi, chứ không phải là lợi tới đây rồi mới học đạo, mới đắc đạo rồi mới dạy mình nữa. Cho nên ta nói thầy của ông có học gì đâu mà với làm giáo chủ dạy đạo. Nói vậy coi chừng trật, phải không quý vị? Đâu có phải là ai cũng phải học đạo rồi mới dạy đạo. Có những bậc người ta có cái thệ nguyện như Đức Thầy đã vì lòng từ bi hỷ xả thương xót chúng sanh, nhận sắc chỉ từ các đấng thiên liên xuống trần với đầy đủ trí tuệ của một bậc toàn giác rồi, xuống đây không cần phải học. Nhưng mà kinh sử lão thông, cái gì cũng biết được hết rồi. Quý vị thấy Đức Thầy là một vị cổ Phật lâm phàm, và Đức Thầy đã tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà dạy cho mình cái giáo lý học Phật tu nhân, chỉ cho mình cái lộ trình để mình tu hành giải thoát. Trong đó mình phải làm tốt cái trách nhiệm của bổn phận của mình trong cái cuộc sống này bằng việc đền trả tứ ân, đền trả bốn cái ân nợ, và mình tránh 10 điều ác. Bên cạnh đó thì mình phải học Phật, học và thực hành theo cái lời của Phật dạy. Thí dụ như là phải biết ăn chay, phải biết cúng lại ngày hai thời, phải biết giữ giới luật, phải biết làm lành, phải niệm Phật. Niệm Phật là cái căn bản hạng nhất. Chúng ta vừa được Đức Phật A Di Đà gia hộ, vừa được 10 phương chư Phật gia hộ, và lại vừa tự lực tu tập giải thoát làm cho tâm mình thanh tịnh phát khai được trí tuệ. Cho nên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình quy y theo Thầy, có nghĩa là mình đã quy y đúng ông Phật,
mà nhận giáo lý của thầy, học Phật tu nhân của thầy là mình đã nhận đúng chánh pháp mà mình đã cần phải thực hành. Đây là một cái lộ trình mà giải thoát mà Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta. Mong sao cái đề tài giờ này cũng chưa rồi ha, mong sao cái sự trình bày của chúng tôi đến đây thì cũng chấm dứt. Và rất mong những cái kiến thức mà chúng tôi chia sẻ với quý vị nãy giờ đó ha, nó giúp cho quý vị biết, quý vị có một cái niềm tin. Tôi cũng có nè, tôi cũng có trí tuệ giống như ông Phật vậy đó, chứ không phải là thường đâu em. Thành ra mà mình biết và phải ráng cố gắng mình làm sao tâm mình thanh tịnh. Và niệm Phật là một cái cách mà vừa được ông Phật ông gia hộ mà vừa làm cho tâm mình thanh tịnh nữa. Cho nên đây là một phương pháp có thể nói vừa tha lực mà vừa lại tự lực, cho chúng ta ráng cố gắng chúng ta ứng dụng mà tu hành. Mong sao sau này chúng ta sẽ gặp lại Đức Thầy nơi mà Đức Thầy đã hẹn ước với chúng ta. Ai hỡi dân lành, ta sẽ đợi đạo người sửa trọn dứt làm than. Xin trân trọng và kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức và đồng đạo, xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Lê Minh Công qua phần trình bày hết sức truyền cảm và dẫn chứng thiết thực, cô động, giúp cho đồng đạo chúng ta dễ nghe, dễ hiểu để áp dụng cho cuộc đời hành đạo ngày càng tinh tấn hơn. Vậy một lần nữa xin cảm ơn giáo lý viên đã hoàn và đang thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy. Kính chúc giáo lý viên thật nhiều sức khỏe và nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho giáo lý viên được trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả để dẫn bước trên con đường hoành pháp lễ sinh như Đức Thầy đã dạy. Hiệp sức tớ thầy truyền đạo pháp cho đời thấu tỏ đạo Maha. Kính mời quý vị ủng hộ cho giáo lý viên một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần bế mạc. Xin được trân trọng kính mời đồng đạo Phan Phát Tài đến diễn đàn để phát biểu đáp từ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Kính mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho đảng chính quyền địa phương. Kính thưa quý thiện hữu trí thức cùng chư quý đồng đạo kính mến. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành kính cảm ơn quý vị đã nhiệt tâm lắng nghe buổi thuyết giảng hôm nay. Điều đó cho thấy một tinh thần ham tu, ham học hỏi về giáo lý của Đức Thầy. Tôi mong rằng những chương trình đạo sự sắp tới cũng như những buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo ở mọi nơi cũng đều được đông đủ như thế này. Xin thành thật tri ân cùng chư quý vị. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, thật là một niềm cảm xúc xiết bao khi quý vị đã không phụ lời mời thuyết giảng của ban tổ chức chúng tôi. Tuy đường xá xa xôi, thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng quý vị đã không ngần ngại mà nhín chút thời gian quý báu trở về đây tham dự buổi thuyết giảng. Sự hiện diện của quý vị góp phần làm tăng thêm sự long trọng của buổi lễ hôm nay, và đó cũng là niềm vinh hạnh to lớn dành cho ban tổ chức chúng tôi. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, sau hơn 3 giờ thuyết giảng, đến đây đã hoàn thành chương trình của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban tổ chức chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo hòa hảo. Thay mặt ban tổ chức và đồng đạo hiện diện nơi đây, xin chân thành cảm ơn nhị vị giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương. Hai vị đã thể hiện hạnh Bồ Tát Bổ Sứ toàn tâm toàn ý đem hiểu biết của mình để trình bày đề tài một cách mạch lạc, phong phú và sâu sắc, lối diễn đạt truyền cảm nhiều dẫn chứng thực tế và gần gũi, giúp cho đồng đạo được am tường giáo lý siêu việt của Đức Thầy, giúp cho cuộc đời hành đạo của mỗi tín đồ ngày càng tốt đẹp hơn. Xin tri ân ban trị sự các xã, phường, thị trấn, quý nhà Mạnh Thường Quân, tổ đại ăn sáng đồng đạo 30 xã Đào Hữu Cảnh, tổ đại nước chính thường xã Bình Phú cùng chư quý đồng đạo đã tham dự và hỗ trợ buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Tôi xin thay mặt ban tổ chức
tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Trước khi dứt lời, xin kính chúc quý vị quan khách và chư quý đồng đạo được vạn sự an lành, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo vừa phát biểu xong đáp từ của ban tổ chức. Tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo. Xin mời chư quý đồng đạo đồng đứng lên hướng tâm về giữa đài. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật kính. Thưa thôi. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ kính. Thưa xong. Mời chư quý vị quan khách và đồng đạo chúng ta đứng yên tại chỗ để tiếp tục cái chương trình buổi cầu nguyện cho hương linh người quá giảng của gia đình đồng đạo đã tài trợ cho buổi thuyết giảng hôm nay. Vậy xin kính mời đồng đạo Võ Văn Khởi đến diễn đàn để điều hành buổi cầu nguyện.